Hello anh em, ở đây đã anh em nào bị mất thêm xe chỉ vì tin tưởng một số anh em biết một tí về công nghệ hay là IT. Anh em cứ bảo là i7 khỏe hơn i5 nên là cứ mua i7 mà dùng. Nhưng mình dùng vào cái việc gì thì anh em lại không hỏi đúng không? Đôi khi i3 nó còn khỏe hơn cả i7. À không, i3 thì không thể khỏe hơn được i7, nhưng mà nó phù hợp hơn cả i7, thật sự đó anh em ạ. Vậy nên chúc mừng những anh em nào đã xem được video này. Mình sẽ hướng dẫn thêm về anh em biết thêm về CPU này, hiểu thêm về CPU và phân tích cho anh em hiểu thế nào là CPU phù hợp với mình để anh em dễ dàng đưa ra cái sự lựa chọn khi mà muốn lựa chọn một chiếc laptop có CPU phù hợp với mình nhá. Ok. Ok, CPU thì ở trên thế giới có rất nhiều hãng CPU và nhiều loại CPU. Tuy nhiên thì cái hôm nay mà mình muốn giới thiệu đến anh em và muốn hướng dẫn đến anh em đó chính là loại Intel. Với Intel thì nó cũng là một gã khổng lồ trong làng công nghệ nha anh em nhé. Và với Intel thì chúng ta sẽ có những cái bản trước đây như là i3, i5, i7, i9. Đó, thì chúng ta sẽ phân tích về Intel Core i. Ok, đầu tiên chúng ta sẽ đến với loại đầu tiên, đó chính là loại Intel Core i3. Với Intel Core i3 thì nó là dòng CPU cấp thấp, nó phù hợp cho các tác vụ cơ bản như là trình duyệt web này, xem phim, học tập hoặc là sử dụng các phần mềm văn phòng. Với CPU Core i3 thường có số lõi là từ 2 đến 4 lõi và có từ 4 đến 8 luồng. Cái tốc độ xung nhịp của nó từ khoảng tầm 2.0 cho đến 4.7 GHz và bộ nhớ đệm của nó khoảng tầm 3 đến 6 MB. Và thường cái dòng này thì sẽ được tích hợp thêm về card đồ họa Intel UHD Graphics. Như vậy là Intel Core i3 sẽ phù hợp với những cái đối tượng như là học sinh, sinh viên hoặc là những người dùng tác vụ cơ bản. Chúng ta gọi là lướt web, nghe nhạc, xem phim thôi. Chúng ta không phải đòi hỏi quá nhiều về cấu hình. Intel Core i5 thì nó là dòng CPU trung cấp, thường được sử dụng trong các máy tính cá nhân và laptop trung cấp. Đáp ứng tốt các nhu cầu về tác vụ đa nhiệm này, công việc văn phòng nâng cao và giải trí game nhẹ. Intel Core i5 thì sẽ có từ 4 cho tới 14 lõi và từ 8 cho tới 20 luồng. Tốc độ xung nhịp của nó từ 2.5 GHz cho tới 4.9 GHz và bộ nhớ đệm là từ 6 đến 12 MB. Đồ họa tích hợp thường thì sẽ đi kèm là đồ họa Intel UHD và Intel Iris Xe Graphics. Như vậy là Intel Core i5 sẽ phù hợp với người dùng đa nhiệm, anh em vừa có thể học tập, vừa có thể chơi game giải trí và vừa có thể làm việc được. Nó còn có thêm cả card đồ họa tích hợp đi kèm nữa. Nếu mà anh em muốn lựa chọn những cái option cao hơn, ví dụ có card rời đi kèm như là card Nvidia hoặc là card AMD đều có thể lựa chọn được. Tiếp theo đây thì chúng ta sẽ đến với một dòng CPU khá là phổ thông và được rất nhiều người khuyên dùng. Ví dụ như là những anh em mà cứ khuyên là dùng i7 đó chẳng hạn, thì chính là chip Intel Core i7. i7 thì là nó là một cái phiên bản CPU hiệu năng cao, nó thường được sử dụng trong các máy tính chuyên dụng, máy chạm và máy tính gaming, dùng cho các dòng gọi là chơi game này, xử lý đồ họa và các tác vụ nặng. Còn số lõi, số luồng của nó cũng khá là cao, với số lõi thường là từ 6 lõi cho tới 20 lõi và 14 luồng cho tới 28 luồng. Tốc độ xung nhịp của nó từ khoảng 2.8 cho đến 5.5 GHz và bộ nhớ đệm từ 12 cho tới 25 MB. Nó thường là được tích hợp các đồ họa Intel Iris Xe Graphics hoặc là Intel UHD. Như vậy là với cái phiên bản Intel Core i7 thì chúng ta sẽ xử lý được những cái tác vụ đồ họa nặng hơn khi mà chưa cần đến card rời. Ví dụ như những anh em có thể là chơi game, chúng ta cũng có thể chơi game hoàn toàn ở trên CPU với những game tựa game eSports chẳng hạn. Còn đối với những cái công việc mà chúng ta làm đồ họa 2D thì anh em cũng có thể hoàn toàn xử lý ở trên con chip Intel Core i7. Và cuối cùng là anh em có thể thoải mái làm những cái tác vụ của Intel Core i3 và Intel Core i5, đó chính là chúng ta lướt web, nghe nhạc, xem phim hoàn toàn thoải mái, bởi vì hiệu năng của nó sẽ nhỉnh hơn hẳn so với việc là chúng ta sử dụng Core i3 và Core i5. Do đó nếu mà anh em nào mà sử dụng cái hiệu năng gọi là chúng ta cần đến những làm những công việc nặng và chuyên nghiệp thì chúng ta có thể dùng Intel Core i7. Còn chúng ta mà không sử dụng đến những cái tác vụ nặng như vậy mà chúng ta mua Intel Core i7 về thì thực sự là nó sẽ rất là lãng phí. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ đến với đó chính là Intel Core i9, được xem là dòng CPU cực kỳ mạnh. Với Core i9 thì nó là dành cho các dòng máy tính đòi hỏi hiệu năng cao, ví dụ như là máy chạm đòi hỏi hiệu năng cực kỳ mạnh để xử lý các tác vụ đồ họa, và máy tính dành cho các game thủ chuyên nghiệp. Số lõi của nó thường thường là từ 8 cho tới 24 lõi hoặc là số luồng của nó từ 16 cho tới 32 luồng. Cái tốc độ xung nhịp của nó cũng khá cao, bắt đầu từ khoảng 3.0 GHz cho tới 5.8 GHz và bộ nhớ đệm của nó là từ 16 MB cho tới 36 MB. Ngoài ra thì cũng có các đồ họa tích hợp, ví dụ như là Intel UHD Graphics hoặc là Iris Xe. Như vậy là chúng ta thấy cái việc mà sử dụng Intel Core i9 thì sẽ rất là hiếm người dùng, bởi vì cái nhu cầu của nó rất là cao, rất là nặng nhọc. Ví dụ như là làm về đồ họa chuyên nghiệp hoặc là chơi game chuyên nghiệp chẳng hạn thì chúng ta mới fix những cái con CPU như vậy thôi. Ok, sau khi xem xong video này thì chắc chắn các bạn cũng sẽ phân biệt được đâu là CPU phù hợp với mình rồi đúng không? Ngoài ra thì ở năm 2024 chúng ta ngoài cái CPU Intel Core i ra thì chúng ta sẽ có Core hoặc là Core Ultra.
Vậy nên là cái việc mà chúng ta lựa chọn thì nó cũng vẫn là Core 3, Core 5, Core 7 hoặc là Ultra 3, Ultra 5, Ultra 7, Ultra 9. Nên là cái nó chỉ bỏ cái i thôi. Nên là cái sự lựa chọn của chúng ta vẫn là không thay đổi nha mọi người nhá. Ngoài ra thì chúng ta sẽ phải chọn thêm về những cái việc như là GPU đi kèm, đó là card rời ấy. Card rời thì sẽ có rất nhiều loại, ví dụ như là của Nvidia thì chúng ta sẽ có GeForce này, có Quadro này, hoặc là có cả của các AMD nữa. Nói chung là rất rất nhiều, nhưng mà cái video này thì mình chỉ nói tập trung về Intel Core i thôi. Ok, nếu các bạn thấy video này hay thì hãy cho mình một like cũng như là cho Laptop TC một chút đăng ký kênh nha. Còn nếu thấy video này chưa phù hợp thì các bạn hãy comment ở bên dưới là nó chưa phù hợp ở chỗ nào và các bạn chưa biết lựa chọn cái CPU nào thì cũng comment ở bên dưới để mình tư vấn thêm cho nha. Ok, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.